Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý khán giả, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 bước vào ngày làm việc cuối cùng. Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương trình bày báo cáo về công tác phối hợp giữa Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện quy chế phối hợp hơn 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực cụ thể. Nổi bật là phối hợp tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Chính phủ, các bộ ngành tích cực tham gia các hoạt động của mặt trận, chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Về công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phối hợp tốt việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại phiên làm việc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Các đồng chí trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 cũng chính thức ra mắt đại hội. Cũng sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động quản lý nhà nước 9 tháng đầu năm 2024. Tham dự có đại diện các sở ngành hữu quan, phòng kinh tế hạ tầng các quận huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ngành Công Thương nhận định, từ đầu năm, các doanh nghiệp đã tập trung đẩy mạnh sản xuất để chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân. Hoạt động sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc, thương mại dịch vụ tăng trưởng hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn nên có tình trạng thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm người lao động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Về mặt quản lý nhà nước, ngành công thương đã phối hợp thực hiện hỗ trợ chủ đầu tư các khu cụm công nghiệp, theo dõi chặt diễn biến thị trường hàng hóa, đẩy mạnh cấp CO, triển khai các hội nghị hội thảo xúc tiến xuất khẩu, tăng cường kiểm tra hoạt động cung cấp và tiêu thụ điện, kiểm tra thanh tra các lĩnh vực chuyên ngành phụ trách. Bên cạnh đó, toàn ngành công thương của thành phố cũng tích cực tham mưu cho lãnh đạo thành phố và các quận huyện thực hiện các đề án, dự án nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, AI tạo sinh đang dần trở thành một công cụ quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp, thay đổi hoàn toàn cách các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Trong quá trình đó, trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh, giúp tăng cường hiệu suất làm việc, sáng tạo nội dung và tối ưu hóa quy trình. AI tạo sinh có thể tự động hóa nhiều công đoạn phức tạp như tạo nội dung tự động. Các doanh nghiệp có thể sử dụng AI để tạo nội dung tiếp thị, blog, báo cáo hoặc thậm chí là email cá nhân. Tự động tạo ra các báo cáo, phân tích dựa trên dữ liệu thu thập, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động của mình và đưa ra các quyết định tốt hơn. Rồi, thí dụ như hiện nay, đối với doanh nghiệp thì mình thấy là họ quan tâm đầu tiên Business Intelligence. Đối với hệ thống đó là mình thấy về mặt bản chất họ tập trung nhiều vào những cái gọi là cái trực quan hóa dữ liệu, là cái bước mà mình thống kê rồi mình tổng hợp thành những cái chỉ số thống kê để mình theo dõi thông tin một cách thường xuyên, thì đó cũng là cái một ví dụ cho mình thấy là đã có áp dụng trí tuệ nhân tạo cái mức gọi là chưa cao lắm đó. Rồi sau này thì họ làm những cái mô hình gọi là dự báo, cái mức hiện nay người ta gọi là mức gọi là thống kê phân tích dữ liệu mà ở mức độ gọi là đề xuất. Thì mức độ đề xuất nghĩa là sau khi đã tính toán ra rồi thì nó cũng gợi ý được cho cái người ra quyết định là họ sẽ làm cái gì. Lúc mình mạnh dạng mình cài đặt vào trong hệ thống tự động thì nó sẽ tự vận hành. Generative AI có thể giúp các doanh nghiệp dự đoán các xu hướng thị trường, hành vi khách hàng và nhu cầu sản phẩm. Nó sử dụng các mô hình dựa trên dữ liệu lớn Big Data và học máy Machine Learning để phân tích và tạo ra các kịch bản tương lai giúp doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng. Thì AI sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể được tiết kiệm được chi phí nè, cũng như là về cái thời gian, cũng như là quy trình quản lý về các sản phẩm, cũng như là các quá trình làm việc. Thì AI giúp cho mình có thể quản lý một cách dễ dàng hơn, cũng như là tạo ra được những sản phẩm có năng suất và chất lượng cao hơn. Sẽ giúp đỡ rất là lớn,
Bởi vì hiện tại thì họ đã ứng dụng rất là nhiều trí tuệ nhân tạo vào hoạt động truyền thông. Ví dụ như là doanh nghiệp họ sẽ tạo ra những cái hình mẫu AI để quảng bá những cái thực phẩm, dược phẩm hoặc là những cái sản phẩm công nghệ của họ. Thì em cảm giác đó là một cái bước tiến ở trong cái thời buổi hiện nay. AI tạo sinh có khả năng tạo ra các trải nghiệm cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng, ví dụ như tạo các đề xuất sản phẩm, nội dung marketing phù hợp với sở thích cá nhân, từ đó giúp tăng trải nghiệm người dùng và giữ chân khách hàng tốt hơn. Khi chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới của chuyển đổi số, việc chấp nhận trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ là yếu tố then chốt đảm bảo thành công và tính cạnh tranh trong thế giới kinh doanh. Sáng nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Các đại biểu ôn lại kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Các cấp hội đã tập hợp đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy năng lực trí tuệ, sáng tạo, đổi mới để phong trào phụ nữ có nhiều hoạt động thiết thực. Vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được nâng lên. Tổ chức hội ngày càng phát triển lớn mạnh. Hiện có khoảng 226.500 hội viên. Dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 52 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thời gian qua. Tại buổi họp mặt, đã diễn ra lễ ký kết phối hợp giữa Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ, chi nhánh Cần Thơ 2 về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015 của Chính phủ nhằm hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Cũng sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội thảo với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công và phong trào nữ công trong tình hình mới, thu hút sự tham gia của 50 nữ công nhân, viên chức và lao động từ các cấp. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình thành công và đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò công tác nữ công, đồng thời thảo luận về những thách thức như thiếu nguồn lực tài chính, sự hỗ trợ còn hạn chế và áp lực công việc, khiến nữ công nhân khó có thể tham gia tích cực vào các phong trào. Để giải quyết vấn đề này, nhiều giải pháp đã được đưa ra, bao gồm việc nâng cao kỹ năng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nữ công nhân tham gia các hoạt động phong trào và xây dựng các chương trình hỗ trợ thiết thực. Thưa quý vị, đỉnh triều sáng nay 18 tháng 10 ghi nhận trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ là 2m20, vượt mức báo động 3 20cm. Triều cường lên cao gây ngập tràn tại khu vực đường Hai Bà Trưng, khiến một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều bị ngập, trong đó có đoạn ngập khá sâu. Theo ghi nhận, vào lúc 6 giờ sáng nay, một số tuyến đường tại trung tâm quận Ninh Kiều như Đồng Khởi, Ngô Văn Sở, Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng và Đại lộ Hòa Bình bị ngập do triều cường. Trong đó có những đoạn ngập khá sâu gây ảnh hưởng đến đi lại cũng như sinh hoạt của người dân. Vừa qua, sau khi một số hạng mục của dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được thực hiện và đưa vào vận hành khai thác đã cơ bản khắc chế được triều cường gây ngập tại khu vực quận trung tâm thành phố. Tuy vậy, do đoạn kè tại khu vực Bến Ninh Kiều cặp sông Cần Thơ chưa được xây dựng, chính vì vậy nước đã tràn qua đường Hai Bà Trưng lấn sâu vào đến đại lộ Hòa Bình. Con nước triều cường chiều hôm qua 17 tháng 10 dâng cao cũng khiến một đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy bị ngập khá sâu. Theo đó, triều cường bắt đầu lên và gây ngập đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ nút giao với đường tỉnh 918 đến sân vận động quân khu 9 vào lúc 16 giờ 15 phút và kéo dài đến 19 giờ tối. Do vào thời điểm tan tầm nên có rất đông người và phương tiện lưu thông, nước ngập sâu khiến việc tham gia đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có nguy cơ mất an toàn. Hàng chục phương tiện xe mô tô bị chết máy. Đến 17 giờ trời bắt đầu đổ mưa khiến tình hình càng thêm tệ. Lực lượng công an và dân quân tự vệ đã có mặt kịp thời hỗ trợ cũng như hướng dẫn cho người dân. Do nằm tiếp giáp với rạch Khai Luông cặp sông Hậu nên hàng năm đường Cách Mạng Tháng 8 thường xuyên bị triều cường đe dọa. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ do Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2024 tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy. Từ đầu năm đến nay, công tác quân sự quốc phòng triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Nổi bật là chủ động tham mưu, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ và chỉ đạo hai phường Trà An và An Thới diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đúng mục đích, kế hoạch đề ra.
Dịp này, đoàn cũng đi kiểm tra thực tế thao trường bãi tập tại Ban Chỉ huy quân sự quận và Ban Chỉ huy quân sự phường Thới An Đông. Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận đánh giá cao các mặt công tác mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy đã thực hiện đảm bảo nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy tiếp tục giữ vững và phát huy những mặt mạnh, khẩn trương rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại đoàn kiểm tra chỉ ra. Đặc biệt chú trọng duy trì nghiêm và tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, tránh không để bị động bất ngờ. Mới đây, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cờ Đỏ tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 cho nam công dân tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Năm 2025, huyện Cờ Đỏ được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, dự kiến là 175 thanh niên giao cho các đơn vị quân đội, trong đó về chuyên môn kỹ thuật phải đạt từ 20% trở lên. Đối tượng tuyển quân là nam thanh niên tuổi từ 18 đến 25, có sức khỏe, có trình độ văn hóa. Đối với công dân được đào tạo trình độ đại học cao đẳng đã được tạm quản gọi nhập ngũ trước đây thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đến nay 10 trên 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác phúc tra, nắm nguồn và xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1. Tại buổi xét duyệt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các thành viên đã xem xét hồ sơ, phân loại từng đối tượng được miễn tạm quản và số thanh niên trong diện thi hành nghĩa vụ quân sự theo luật định. Xét duyệt thanh niên đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe. Dự kiến đến ngày 25 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho các thanh niên trong diện đủ điều kiện. Ngày 17 tháng 10, Thanh tra Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, viên chức quản lý, công tác xây dựng chính quyền địa phương, công tác tín ngưỡng tôn giáo của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. Tại cuộc họp, Thanh tra Sở Nội vụ thành phố đã công bố quyết định thành phần tham dự đoàn thanh tra. Nội dung thanh tra theo quyết định, thời gian báo cáo số liệu từ 1 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2023. Thời gian thanh tra 30 ngày kể từ khi ban hành quyết định. Sau khi hoàn thành các bước theo quy định sẽ tổ chức công bố kết luận thanh tra. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ô Môn đề nghị các đơn vị có liên quan bố trí địa điểm làm việc thích hợp cho đoàn, cung cấp hồ sơ, chứng từ đúng đủ theo quy định, đảm bảo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và thanh niên năm 2024. Với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên huyện đã đặt nhiều câu hỏi về triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, chính sách của nhà nước trong chuyển đổi số. Cán bộ đoàn viên thanh niên huyện cũng có nhiều kiến nghị đề xuất về giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên ở các xã, thị trấn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đề nghị đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời hiệu quả những ý kiến kiến nghị chính đáng của đoàn viên thanh niên, nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền nâng cao hiệu quả việc hướng nghiệp cho học sinh bằng các cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên xây dựng và tổ chức các mô hình sản xuất kinh doanh thành công, hiệu quả. Thư viện thành phố Cần Thơ vừa tổ chức luân chuyển sách báo tập trung cho hệ thống thư viện cơ sở đợt 2 năm 2024. Theo kế hoạch, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, Thư viện thành phố Cần Thơ thực hiện luân chuyển sách báo tập trung đợt 2 cho 72 thư viện thuộc các trung tâm văn hóa thể thao xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó, huyện Thới Lai là huyện đầu tiên được thực hiện luân chuyển với 13 thư viện cơ sở. Mỗi đơn vị sẽ được luân chuyển 200 quyển sách với nhiều thể loại phong phú như sách chính trị xã hội, khoa học kỹ thuật, thiếu nhi, tác phẩm văn học và 10 loại báo tạp chí. Qua đó, phát huy tối đa vốn tài liệu của thư viện thành phố trong việc hỗ trợ và nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phục vụ ngoài thư viện, đáp ứng nhu cầu sử dụng sách báo nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tham mưu Sở ban ngành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác 3 trên 5 tuyến xe buýt liên kề thành phố theo hình thức không trợ giá. 3 tuyến xe buýt liên tỉnh sẽ kết nối từ thành phố Cần Thơ đi các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Cụ thể, tuyến thứ nhất đi từ công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tuyến thứ hai
đi từ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đến thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tuyến thứ ba đi từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đến thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tính đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ có 10 tuyến xe buýt liền kề với khoảng 70 phương tiện đang khai thác, trong đó liền kề với các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng và Đồng Tháp, mỗi địa phương 2 tuyến. Liền kề với tỉnh Hậu Giang 3 tuyến và tỉnh An Giang 1 tuyến. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ cũng đang có 10 trên 11 tuyến buýt nội tỉnh do công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabus Line đang khai thác. Thông tin về y tế, tình hình dịch sởi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ca bệnh sởi, sốt phát ban, trong đó có một số bệnh chuyển biến nặng vẫn gia tăng. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ghi nhận 248 ca sốt phát ban, 37 ca sởi điều trị tại khoa nhiễm, khám ngoại trú trên 80 trường hợp sốt phát ban, sởi. Trước tình hình này, ngành y tế thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, tổ chức tiêm chủng phòng chống dịch sởi đợt 2 tại các trường tiểu học trên toàn thành phố. Chiến dịch đợt 2 đã diễn ra trong 2 ngày qua, tiêm tại các trường tiểu học. Riêng ngày hôm nay 18 tháng 10 tổ chức tiêm vét cho trẻ chưa tiêm ở cộng đồng. Để thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Cần Thơ đã nhận 20.000 liều vaccine từ Trung ương cung cấp. Tuy nhiên, qua rà soát, Cần Thơ có khoảng 40.000 trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng bệnh sởi hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng. Hiện nay, thành phố đang xin cấp thêm vaccine và tiếp tục rà soát trẻ chưa tiêm sởi để tiếp tục tiêm. Trước tình hình bệnh sởi rubella đang diễn biến phức tạp, thêm vào đó, thời tiết mưa bão là nguyên nhân gây ra một số bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trong trẻ em. Vì vậy, các ngành chức năng ở quận Bình Thủy đang tập trung thực hiện công tác phòng ngừa. Một buổi tiêm ngừa bệnh sởi tại trường tiểu học Bình Thủy 2, phường Bình Thủy, do trạm y tế phường Bình Thủy thực hiện. Có khoảng 100 học sinh chưa tiêm đủ mũi ngừa sởi hoặc chưa tiêm mũi nào đã được tiêm ngừa. Nhà trường thì chủ động phối hợp cùng với trung tâm y tế quận để phun thuốc khử khuẩn diệt côn trùng. Ngoài ra thì công tác mà phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thì nhà trường quan tâm làm thường xuyên. Vào ngày thứ sáu hàng tuần thì nhà trường là tổng vệ sinh tất cả xung quanh sân trường cũng như là các phòng làm việc. Nhà trường cũng là tăng cường tuyên truyền sinh hoạt dưới cờ cho học sinh về các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cùng với trường tiểu học Bình Thủy 2, đến nay, cơ bản các trường mầm non tiểu học trên địa bàn quận Bình Thủy đã thực hiện xong việc tiêm ngừa cho học sinh. Giáo viên cũng thực hiện tốt với công tác khử khuẩn các đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ như là tô, ly, ca uống nước của trẻ và khăn bàn chải của trẻ để mà trẻ sử dụng hàng ngày để phòng bệnh cho trẻ. Theo thống kê, toàn quận Bình Thủy có gần 10.000 học sinh trong độ tuổi từ 1 đến 10 được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Để đảm bảo không bỏ sót, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận và Ủy ban Nhân dân các phường để rà soát lập danh sách các trường hợp để có kế hoạch tiêm ngừa cho trẻ. Các nhà trường tăng cường các cái biện pháp về phòng dịch, về cái đảm bảo an toàn trong cái các cơ sở dục để ngăn ngừa phòng bệnh, cái ảnh hưởng của dịch sởi đến các em học sinh đang học ở các cơ sở giáo dục. Phối hợp với các khu vực, rồi các tổ tự quản để Ủy ban phường để tuyên truyền cho bà con. Rồi ngoài ra thì những cái đợt mà có ca dịch ra dịch tễ về đó, dịch sởi đó, thì phường Thủy hiện tại có 2 ca sởi. Thì tụi em cũng đã xử lý triệt để trong vòng, theo quy định là vòng 24-48 giờ. Và tuyên truyền cho họ xung quanh, còn những cái đợt gọi phun thuốc khử khuẩn xung quanh. Cùng với việc tập trung cho công tác tiêm ngừa phòng bệnh sởi, quận Bình Thủy còn triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa như bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Tiếp tục tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh trong cái công tác mà phối hợp phòng bệnh và theo dõi cái sức khỏe của con để có cái biện pháp can thiệp kịp thời. Cũng mong là tiêm cho bé xong thì sẽ không còn bệnh sởi và cũng giữ gìn vệ sinh môi trường cho bé. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, do đó cùng với việc chủ động phòng ngừa từ ngành y tế và nhà trường thì phụ huynh cần quan tâm phòng bệnh cho con em mình, nhất là trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.